Mình xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã xem video của mình. Thì hôm nay mình đi cầu lưng mương. Hiện tại thì có một mương đang nước nó cũng rút nè. Khả năng tìm hàng cũng sướng lắm nha. Mà phía trong này là mình thấy nó có một cái lỗ nước nè mọi người. Nè. Phạm vi của nó thì cũng nhỏ nhỏ thôi. Khả năng cái lỗ nước đây là nó cũng thông với con mương. Thì chỗ đây là nó đắp có đường đi mất rồi. Bây giờ nó còn một đoạn ngắn thôi. Thì bây giờ mình sẽ tìm hang ở trong cái lỗ nước đây trước nha. Rồi mình dọc dọc ra cái mương đây mình tìm hang mình câu. Hy vọng hôm nay câu lưng mương sẽ có nha mọi người nha. Kiếm được vài con kéo cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình đi tìm hang nha. Rồi có hang mọi người. Hang này cũng được. Rồi lên nè. Rồi ăn chức liền bao lớn rồi. Ui ui có vẻ mọi người à, nhỏ xíu đó nha. À, nhỏ mà nghe nó riết riết nghe cũng đàm tay đó. Vướng cái gì đây? Được. Cái này là ngon. Ăn nhỏ mà ăn lương được. Ngon lành chưa? Nhức nách. Rồi qua thôi. Ôi, lượng vàng. Lượng vàng ngon quá mọi người. Má cứng ngắc luôn. Rồi một con nha. Để tiếp tục mình tìm hang mọi người. Trong cái khu đây cũng có mấy hang nhưng mà cầu lại không có lương nè. Rồi để mình tìm hang khác nha. Rồi dưới đây mình có vạch được cái hang này mọi người nè. Hang này nó có cái lỗ nhỏ thôi. Nó biết cái đường đi mình tìm không có ra. Mình vạch ra mọi người thấy một đống vỏ ốc chưa. Nó có một cái đường phía trong, một cái đường phía ngoài. Giờ mình không biết là ở cái hướng nào đây. Mình sẽ cào cái đường ngoài trước nha. Đường ngoài đang xì nước lên nè. Xe cái đường ngoài thử. Còn có đường phía trong thì vỏ ốc nó biết rất là nhiều luôn. Rồi lên nè, lên nè. Đó. Wow, dứt. Dứt dứt dứt, dằn nước lên thấy đã không? Rồi dính. Bào to đây. Nó cũng đạm đạm cái tay đó mọi người.
Ui, được đấy. Ui, ngon ngon. Ui, vàng khè. Nguyên trong cái lỗ đây mà có mấy lượng ngon gớm nha. Rồi vào luôn. Đã đời luôn. Rồi ăn kiểu này thôi xảy gì nổi. Ăn kiểu này nuốt cứng nhắc luôn. Ui, không ngờ trong cái lỗ nước này mà có mấy mấy lượng ngon ghê á. Ủa, ăn kiểu này dính cứng. Dính kiểu này là 10 con là không. Không xảy 11 con luôn. Đó, ngon lành chưa? Lươn trọng trọng đẹp vàng. Trong cái lỗ nước có lươn vàng quá. Rồi, để mình dọc thêm trong cái lỗ nước mình tìm tiếp nha. Có một đoạn mọi người, còn một đoạn nữa. Rồi dưới đây nó có cái hang này. Nó nhỏ thôi. Trời, cái lỗ thở nó nhỏ nhỏ nghe cho hậu cái hàng chính của nó to. Này mấy cái mà. Này lấy nè, lấy này. Ồ, út. Nó lên, đang lên mọi người. Không biết bao lớn này. Rồi dứt. Có ăn là được rồi. Bao lớn thì chưa biết. Ôi, về nuôi. Xíu xíu mọi người, về nuôi thôi. Mấy con này về mình bỏ vô cái hồ mình nuôi. Rồi, giữ nhẹ nhẹ cho đấy nè. Giữ mạnh quá là gì khó nuôi lắm. Rồi, để mình tìm hang tiếp nha. Rồi, trong cái ao nhỏ đó mình câu được có ba con nhỏ thôi nha. Thì ra tới con mương này tìm được cái hang đó nè. Nè, cái hang này nó có một cái đường thông nó đi ngoài kia nè mọi người nè. Nè, đó, có đường thông đó chưa. Cách cũng cả mấy cái. Này cào thử nha, ăn cũng được. Ăn này thấy cũng ngon lành đấy. Thấy cái đường hang một kia nó trào lên mọi người. Nè nè nè. Có đồ giật. Đã. Phê. Rồi dính. Vào tàu đây. Tuột rồi. Nó không kỹ mọi người ơi. Nó không được kỹ lắm. Còn rình rình chỗ đây nè.
đi mình thay cho nó màu khác đi. Ui ăn luôn rồi. Mình lấy con vuông thay cho nó màu khác mà nó đầy rồi. Trời ơi, cái hang to mà con lươn nhỏ mọi người. Cái hang to mà con lươn nhỏ thôi, không to lắm. Định lấy con vuông móc cho nó con vuông khác ngon lành nè. Mà nó cuộn nó cũng chơi luôn. Rồi vào. Được. Trọng trọng chung lươn mương nó quen mình, bây giờ trọng trọng cái này là ngon lắm đó mọi người. Rồi, để mình tìm tiếp nha. Còn đoạn dài lên kia nữa nè. Đây bèo không? Khoai môn. Rồi dưới này nó có hang nè mọi người nè. Có cái đường hang dưới này cũng to lắm. Rồi, mình câu lên thử nha. Sao ghê ta. Cùng hàng xuống đã nè. Ui ăn sao mọi người. Đây ăn rồi. Ăn rồi nè. Ui được. Lên nhẹ nhàng dưới ta. Lên này mới mát cái gì rồi mọi người. Lên nó bị mát cái gì rồi. Biết còn dính dưới đây không nè. Ôi còn. Ủa có vẻ đàm đàm mà. Có vẻ đàm đàm cái tay á. Vướng cái gì nó không lên đây. Chắc phải nới thôi mọi người. Chắc mình phải nới ra một tí thôi. Chứ còn không nới là lỡ mình ép cái nó bứt cái xong luôn á. Ui đường hàng to lắm nè. Rồi lại. Ui được thôi. Cái này là ngon rồi. Lưng mương mà. Mà cái hang cũng to mà sao con lươn nó cũng không to gì lắm. Nó nhỏ. Rồi, nó trống rồi nó phun nước lại nghe chưa. Rồi, cho nó vào cái thùng đã. Hôm nay kiếm được mấy con lươn mương vậy là ngon rồi mọi người. Ui con này nó nuốt sâu lắm nè.
Rồi ra này, lúc cái lưỡi câu luôn. Cái đường hang, thấy đường hang to mà con lươn nhỏ, con lươn không to vậy lắm. Rồi chắc có lẽ là mình phải dừng video thôi mọi người, tại vì bây giờ đi nãy giờ tìm hang khó thì không ra luôn. Để mình đổ cho mọi người xem hôm nay được mấy con lươn, hôm nay cũng nhỏ nhỏ. Cậu lươn mương, lươn mương thì nó cũng vừa nhỏ, không to vậy lắm. Đó, hôm nay được có 4 con. Hôm nay được 5 con hả? Hôm nay được 5 con mọi người. 5 con nhỏ thôi. Chung mà đi dọc lưng mương á, mùa này ở quê mình kiếm lượng khủng khó lắm mọi người. Để hôm nào mình đi dọc lại mấy cái đầm bờ khi trước á, mình câu lượng khủng á, mình dọc mình tìm lại, mình câu thử, câu lại mấy cái hang cũ thì có lượng nó vào chưa. Chứ mùa này ở quê mình kiếm lượng khủng không ra đâu. Thôi thì đến đây mình cũng khép video nghe mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em mọi người đã xem video và ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại nha mọi người nha. Bye bye mọi người.